Lời nói đầu tiên cho Biển Xanh mến chào tất cả anh chị em cô chú đã ghé thăm kênh của Biển Xanh Norway. Một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Kính chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Video hôm nay, Biển Xanh muốn chia sẻ đến đời sống con người và những nét đẹp của một đất nước được mệnh danh với câu thơ Nauy xứ lạnh tình nồng, ai đi đến đó lòng không muốn về. Một sự thiếu sót khi nói đến Nauy mà không nói đến vịnh Phiêu. Phiêu là một đặc sản của đất nước này được hình thành từ biến đổi khí hậu và địa chất như đề cập ở trên. Vịnh khiến cho việc đi lại bằng đường bộ mất nhiều thời gian, nhưng vịnh tạo ra những thắng cảnh độc nhất vô nhị. Bên bờ vịnh xanh, vài căn nhà gỗ sơn vàng, nâu, đỏ và chiếc thuyền trắng muốt neo đậu. Có nhiều lúc tôi chỉ muốn nhảy xuống và chọn một căn nhà nhỏ như vậy để ở, xa lánh mọi ân oán giang hồ. Bạn không cần phải đến Na Uy mới có cơ hội ngắm Bắc Cực Quang. Bạn có thể làm điều đó ở Nga, Thụy Điển và nhiều vùng đất cận cực khác. Tuy nhiên, ngắm Bắc Cực Quang ở Na Uy luôn cho tôi một cảm giác mới lạ và độc nhất. Những vệt sáng lung linh huyền bí trên nền trời, tiền cảnh là những bóng núi sừng sững, những ngôi làng nhỏ bé bên bờ vịnh yên bình, khung cảnh cứ như thể được tạo ra từ một studio hoạt hình của Walt Disney. Vậy quần đảo Lofoten là một trong những nơi lý tưởng để ngắm Bắc Cực Quang. Núi ở Na Uy không quá cao, phù hợp với hầu hết dân du lịch có tí máu phiêu lưu. Những ngọn núi cao tầm 600 đến 1.500 mét nằm bên bờ biển, mất chừng 2-3 tiếng đồng hồ để leo lên và chừng ấy để leo về, giúp du khách có được trải nghiệm thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Chúng tôi đã bỏ một buổi chiều để leo núi Singlore ở đảo Senior để ngắm hoàng hôn ở đây, và đó là một trong những trải nghiệm thú vị nhất của chuyến đi. Mới đây, sau khi phim Nhiệm vụ Bất Khả Thi sụp đổ công chiếu, đã có thêm hàng trăm ngàn du khách kéo tới vách núi Kerstolen đã được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm như một cảnh phim của diễn viên Tom Cruise. Ở Na Uy có khoảng 250.000 con tuần lộc, đa phần do dân Sami chăn thả trên những đồng rêu mênh mông. Khu vực chăn tuần lộc chủ yếu phân bố từ miền Trung lên miền Bắc, giáp với Bắc Băng Dương. Mỗi gia đình dân tộc Sami chăn từ vài trăm tới vài ngàn con tuần lộc để lấy thịt, lông, sừng. Nếu bạn chạy xe, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp biển báo khu vực có tuần lộc băng qua đường nguy hiểm. Hành trình dọc Na Uy, tôi đã có dịp ghé nhà người bạn ở đảo Soroya trên miền Bắc, được anh đãi món thịt tuần lộc hun khói trong chiếc liều lavu truyền thống. Một bữa tối, anh ấy còn làm món thịt tuần lộc hấp ăn với mứt dâu rất lạ miệng. Hải sản Na Uy thì nổi tiếng bốn phương khỏi phải bàn. Hồi còn ở Trondheim, trước khi lên miền Bắc, một buổi nọ, tôi đã có dịp thưởng thức món bánh mì ăn cùng với phô mai, thịt nguội và cá hồi, tên gọi là smørrebrød, ngon khó quên. Na Uy có những quy định rất nghiêm ngặt trong việc bảo tồn thiên nhiên, nhưng cùng lúc họ cũng rất tôn trọng quyền tự do khám phá của mỗi con người. Du khách hoặc người dân địa phương hầu như có thể khám phá bất kỳ khu vực hoang dã nào mà mình muốn. Chiếu theo luật Unlimited, rất hiếm các khu vực hạn chế tham quan, hạn chế cắm trại. Na Uy là đất nước đặc biệt tôn trọng quyền tự do cá nhân của con người.